bay à? Nó bảy đứa bạn mà không khùng hả? Tôi không có khùng, tôi không có khùng. Bí mật này chính anh Lũ nói cho tôi biết trước khi chết. Bà gì quá ghen, bà không muốn xứng ngang hàng với dì Lành cho nên bà đã giết chết dì ấy. Bà cũng làm vậy với con mình. Bà đặt điều dựng chuyện, bà ác lắm. Bà nói anh Lũ gian phu dâm phụ với con mình vì bà không muốn con mình lấy cậu ba, cho nên bà đã ra tay tàn độc. Nhưng mà bà có biết mợ hai chính là người đã nó điên rồi má, nó bị kích động bởi cái chết của thằng Lũ nên nó ăn nói bậy bạ đó má. Ừ, con nói đúng, cái đám khùng này nó điên hết rồi, điên hết rồi. Giang, con đừng có tin lời của con Hiểm. Má làm sao mà giết chết má của con được, đúng không con? Má thương em Lành nhiều lắm. Giang, tấm lòng của má ra sao con hiểu mà. Con không làm phiền má nữa. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Má, má yên tâm đi, con nhất định sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này, không để lại hậu quả đâu. Hai, con Hiệp đó nói bậy bạ như vậy, con có tin lời con Hiệp không? Dĩ nhiên là con không tin rồi. Má hiền lành, nhân đức như vậy, ngay cả một con kiến má còn không nỡ giết thì làm sao mới giết má của anh Văn được. Con không tin, con không tin đâu má. Người khôn biết tin và lúc nào không tin. Con á, má rất là yên tâm. Còn thằng Văn, theo con thấy thái độ của nó như vậy là sao? Nó có tin lời của con Hiểm không? Dạ, xưa nay anh Văn thâm trầm khó đoán nên con cũng không biết. Nhưng má yên tâm đi, cho dù anh có tin đi chăng nữa thì anh cũng không dám làm gì tổn hại tới má đâu. Anh hiền lắm. Con cũng không nên quá coi thường nó. Theo má thì con nên tìm cách làm lành trước, chứ không thì má không biết là ở trong nhà này con làm được cái gì nữa. Dạ, con biết rồi má, con sẽ tận tâm. Nhất định con không để anh Giang làm gì tổn hại tới má đâu. Con Hiểm, nó đã biết quá nhiều chuyện, bây giờ con tính sao? Dạ, ngày mai á, con sẽ đánh nó một trận, rồi con bắt nó không được thèo lẻo. Cách đó ăn thua gì? Nhưng mà ngoài cách đó ra, con cũng đâu còn cách nào khác. Hay là đuổi nó ra khỏi nhà nghe má. Sao con nông cạn quá vậy?
Má, má cho nó uống cái gì vậy má? Má đâu có cho nó uống, tự nó uống lộn thuốc, rồi nó hư thanh quản, không có nói được thôi. Ý má nói là con Hiểm nó uống cái thuốc này vô, nó nó bị câm hả má? Phải. Nhưng mà thuốc này đâu má có? Cô hỏi làm gì? Chỉ cần con biết là con làm tốt những chuyện gì má biểu là được. Dạ, con biết rồi. Con bắt đầu thấy sợ má rồi đó. Biết nên quay được 2 show rồi đó. Vậy á hả? Quay lẹ lắm. Ủa mấy nay sao? Nay có mắc ói nhiều không? Mấy bữa nay bớt ói nhiều rồi. Ồ, cũng khổ thiệt. Nhưng dù sao cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe là tốt nhất. Còn công chuyện trong nhà cứ để mọi người lo. Xây cái này nữa là anh sắp xong 2 show rồi đó. Ủa Hiệp, làm gì vậy? Làm gì đâu, hai ông Bí. Hai bông bí thì lo hai bông bí đi, làm gì lén lút. Giờ đi rửa nè, làm gì đâu lén lút. Rồi. Nhiều chuyện quá. Lo đi làm đi. Ây da. Cái gì vậy? Trời ơi. Chị Hiểm. Có sao không? Chị Hiểm có sao? Trời trời, sao giấu chuối đầy nhà vậy? Ủa, cái gì vậy? Sao giấu chuối đầy nhà vậy? Ai biết. Hiểm làm gì vậy? Trời ơi, giấu chuối quá trời vậy. Nhiều chuyện quá. Kệ người ta đi. Mình. Mới 3 đứa ràng ràng đó mà bây giờ sắp không còn đứa nào nữa hết. Hiểm ơi, bây thiệt là giả dột mà. Dì đã nói với con rồi, sống trong căn nhà này con phải câm, phải điếc rồi mà. Con làm bao nhiêu chuyện, thậm chí là hại chết người, cũng chỉ là muốn sống thôi. Nhưng cuối cùng thì được gì hả con? Hiểm ơi là Hiểm, thằng Lũ và con Bình, hai đứa nó đã vắng số rồi. Vì chỉ còn lại mình con thôi. Con đừng bỏ gì mà đi nghe Hiểm. Dì Bảy, chuyện hồi đêm dì đã nghe mấy đứa kể lại rồi. Dì biết con muốn hỏi cái gì,
Nhưng mà theo dì nghĩ, có những chuyện thà không biết thì tốt hơn. Má của con ở trên trời chỉ muốn con sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Vậy nên dì sẽ không nói gì với con hết. Dì hiểu lầm rồi. Con không tới để hỏi dì. Con chỉ muốn coi sức khỏe của con Hiểm ra sao thôi. Dù sao thì nó cũng vì con mà ra nông nổi này. Từ qua tới nay nó cứ nằm mê man như vậy hoài, lai gọi cách nào cũng không tỉnh. Sao dì không đi gọi thầy Bảy đi? Chứ để nó mê man như vậy hoài không có tốt đâu. Có, dì có tới nhà thầy, nhưng thầy đi vắng rồi. Chưa, để nó nằm như vậy dì cũng sốt ruột lắm. Nó mê man mấy ngày không ăn uống chắc cũng đuối sức rồi. Con có chạy thuốc bổ, dì cho nó uống cầm hơi đi, đợi thầy Bảy về. Con đã xin phép bà Hội cho con cải táng hài cốt của má con, để con đem đi hỏa táng. Tự nhiên muốn hỏa táng hài cốt má con để làm gì? Con sắp rời khỏi căn nhà này rồi, con muốn đem má theo bên mình để tiện nhang khói. Con muốn đi thiệt sao? Cái chết của má con tuy mơ hồ, không có chứng cứ, nhưng bằng linh cảm và lý trí, con phần nào cũng đoán được. Dì à, từ trước tới nay con chưa một lần được sống cho chính mình, nhưng con đã nghĩ kỹ rồi. Con không muốn làm một hình nhân vật vờ trong căn nhà này nữa. Con đã nghĩ kỹ chưa? Mà con tính đi đâu? Con chưa biết mình sẽ đi đâu nữa, nhưng con biết mình sẽ được sống những tháng ngày tự do, tự tại. Con có tài có chừng mà, con không chết đói đâu, vì đừng có lo. Nếu con đã nghĩ kỹ rồi thì dì không cản nữa. Con cứ đi đi, đi mà sống cuộc đời của chính mình. Con đi rồi, dì nhớ chăm sóc cho bản thân mình nha. Dì già rồi, đi đứng phải cẩn thận đó. Dì cũng cảm ơn con. Con cũng đi bảo trọng. Dạ, thưa dì con đi. Ừ, con đi. Con Hiểm ơi. Hiểm, Hiểm à, em tỉnh rồi hả? Em có sao không? Con sao vậy con? Hả? Hiểm, sao vậy con? Nói cho cậu nghe. Em nói đi. Con sao vậy? Em nói đi. Em sao vậy? Hiểm, em bị sao vậy Hiểm? Nói cậu nghe coi. Hiểm ơi, sao? Sao? Con sao vậy? Em nói đi chứ. Hiểm, Hiểm, Hiểm à, Hiểm, Hiểm à, Hiểm ơi, Hiểm, Hiểm ơi, sao vậy? Con sao vậy? Hiểm, Hiểm, Hiểm ơi, Hiểm à, Hiểm à, Hiểm, Hiểm, Hiểm. Đi đâu vậy? Con mới tỉnh dậy chưa khỏe mà. Hiểm ơi, thật là khốn nạn mà. Để giữ bí mật
nó đã phá hư thanh quản của con Hiểm rồi. Con Hiểm nó không nói được nữa rồi dì Bảy ơi. Trời ơi, dì cũng mau tìm cách rời khỏi chỗ này đi. Người với quỷ không thể sống chung với nhau được đâu. Dì rời khỏi chỗ này đi. Oh,